Uh, xin chào tất cả các anh em. Ado câu xin giới thiệu đến các anh em mẫu dây b 8 uh, hay còn gọi là dây dù uh, tám lõi, uh, dây của thương hiệu uh, Ecoda. Ecoda là một cái thương hiệu chuyên về dụng cụ câu cá, ở thị trường chính của Ecoda là ở Châu Âu và quốc gia phong phối chính ở Châu Âu là Úc như các anh em. thì uh, những cái sản phẩm Ecoda là những dòng sản phẩm chuyên câu nước mặn, là câu biển. À, như ở Việt Nam thì các anh em đã biết là những cái mẫu cần dít ha à, Nói về dây thì ECODA trong thời gian qua có rất là nhiều mẫu dây cũng khá là hot à, Điển hình như là cái mẫu dây uh, Wengua à, Và đây là một cái mẫu dây uh, mới của ECODA Thì uh, mẫu dây này thích hợp trong cái thể loại uh, câu lua Nó có size 1.1.5, 2.2.5 và 2, 5. À, Và nó có hai màu Màu xanh uh, da trời và màu xanh lá Blue và Green à, và đặc biệt khi các anh em mua cái cuộn dây trục BE à, được kèm theo 20 mét dây Fluorocarbon làm Leather này à, rất là đẳng cấp ha trong cái hộp này thì à, cái dây Fluorocarbon này cái size được nhà sản xuất ha set up theo chuẩn. Ví dụ như là size 2.5 thì uh, set up cái size dây full là 5 chấm uh, dây có hai màu ha màu uh, Blue và Green uh, Đây là cái mẫu dây mới của Ecoda ha sản xuất uh, với cái công nghệ tiên tiến hơn và chất lượng uh, tốt hơn về cái độ mịn và độ mượt những cái lực tải của Ecoda những cái dòng dây của Ecoda thì uh, sẽ không thay đổi uh, rất là nổi tiếng về cái chịu lực và đặc biệt là cái dây này nó chịu lực sốc mà rất là tốt nha các anh em cho nên là các anh em câu lục ha có thể sử dụng cái dây này chơi rất là ổn định à, nếu mà các anh em câu lục thì có thể sử dụng dây 2.5 là chơi ok à, về những cái mẫu dây của Ecoda rất là nổi tiếng khi các anh em câu ha nó rất là ít xù lông gần, gần, như là không xù lông và không bị nổ sản các anh em nhìn cái dây rất là mịn ha, và mượt à, Các anh em Về cái tốc độ ra dây của nó khá là tốt à, Về cái thông số size thì Cái size Số 1 Là nó tương đương với 0.16mm lực tải nó tầm 6,8kg cung dây là 150 m. qua à, Và dây 1.5 nó tương đương là 0.20 mm, lực tải là 9.1 kg. À size 2.0 nó tương đương là 0.24 mm, lực tải là 10 kg. 2.5 nó tương đương là 0.26 mm, lực tải của nó là 12.7 kg vì cái lực tải này nó khá là chính xác nha các em. À, đó là cái lực tải lực tải sóc Và lực tải dòng cá thì các anh em có thể dòng cá cao hơn ha. Ado câu vừa giới thiệu đến các anh em à, mẫu dây x tám của thương hiệu Ecuador. à, Dây à, có hai màu màu uh, blue và green nghĩa là màu xanh da trời và xanh lá có 4 size à, số 1.0 này 1.5 này 2.0 này 2.5 à, và cái cuồng dây được kèm theo 20 mét à, dây uh, fluorocarbon nha các em à, kèm theo 20 m dây fluorocarbon à, rất là chuyên nghiệp à, các bạn và các anh em à, mua hàng thì à, liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video hoặc qua website cầu com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn và các anh em trong những video tiếp theo.